Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực đồng Euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo nền kinh tế của khu vực đồng Euro có khả năng sẽ suy giảm vào năm tới. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng cho biết tiếp tục giữ mức lãi suất 0.75%. Lãi suất cơ bản của khu vực đồng Euro đã được giữ ở mức này trong 5 tháng qua. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương ông Mario Draghi cho biết sự yếu kém trong nền kinh tế của khu vực đồng Euro được dự kiến sẽ kéo dài qua năm tới. Sự không chắc chắn tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Ông Draghi hy vọng tình hình sẽ khá hơn vào cuối năm 2013 khi nhu cầu toàn cầu gia tăng, nhưng điều này sẽ không làm thay đổi nhiều tình hình tại Hy Lạp. Các sinh viên đã đụng độ với cảnh sát khi họ tuần hành chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của quốc gia. Các thị trường tài chính đã khá bình tĩnh kể từ khi Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra các bước kế tiếp để giúp cho Hy Lạp. Nhưng nền kinh tế của khu vực đồng Euro đã chìm vào một cuộc suy thoái mà lại có rất ít dấu hiệu cải thiện. Các nhà đầu tư đang bối rối về những gì sẽ xảy ra ở Tây Ban Nha khi mà quốc gia này cần phải làm giảm bớt chi phí vay mượn của mình. Madrid đã không đạt được mục tiêu của mình trong phiên đấu giá trái phiếu vào hôm thứ Tư. Các kinh tế gia cho rằng, trong năm 2013, Ngân hàng Trung ương châu Âu có lẽ sẽ sử dụng chính sách nới lỏng tiền tệ để đối phó với các vấn đề. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không thay đổi lãi suất mà sẽ đổ thêm tiền vào nền kinh tế, sẽ mua trái phiếu và cũng có lẽ sẽ mua thêm trái phiếu của Tây Ban Nha sau khi quốc gia này chấp nhận một gói cứu trợ tài chính của Liên minh châu Âu. Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn chưa mua trái phiếu của bất cứ quốc gia nào. Theo chương trình mới của mình, chương trình này chỉ sẽ được kích hoạt khi có một quốc gia mắc nhiều nợ yêu cầu giúp đỡ và Tây Ban Nha vẫn chưa làm điều này. Tuy nhiên, áp lực yêu cầu Ngân hàng Trung ương châu Âu can thiệp đang ngày càng gia tăng.